Không, hết rồi. Chẳng hạn như là kể cả họ đang làm ác ở đó, nhưng mà trước khi mà họ chết, họ không bao giờ nghĩ sanh sanh nữa. Họ không bao giờ muốn làm cái này. Họ nói là chấp chức. Từ nay trở đi vĩnh viễn là họ không bao giờ làm cái này, kể cả không có một cái giờ nào tu cả. Nhưng mà trong cái đầu họ mà nghĩ như thế thì họ cũng chết, cũng không đọa địa ngục. Chỉ cần một cái giây mà cuối cùng mà họ nghĩ được cái thiện như thế, họ từ bỏ, thì khi đó cái ác đó nó không có với họ nữa. Nhưng mà do là những cái người đó là không bao giờ nghĩ được như thế. Tại vì cái đấy là do họ làm được cái nghiệp đấy, hắn cứ lú lẫn đấy rồi đến khi họ không nhớ nữa. Nay khai sáng cho họ, họ mê trong họ mới bị biết. Cũng cảm ơn thầy đã chia sẻ rất nhiều. Thì nói chung hôm nay con cũng có duyên gặp thầy, con chúc thầy nhiều may mắn. Thầy hoan hỷ, thầy nhận giùm con hai cái áo mưa được không thầy? Con biết là con biết là thầy là không nhận một cái gì hết ấy, nhưng mà con hoan hỷ nhận giùm con hai cái áo mưa được không thầy? Cũng như cái lòng thành tâm của con. Để thầy đi trên đường ưa mưa ướt là thầy có cái ấy, cái mà cái này thì con xin hướng công đức cho anh với tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Cho con có những cái vật dụng có thể không có từ chối được. Tại vì con biết thầy là thầy không nhận tiền, không nhận một cái gì hết, ngày thầy chỉ ăn một bữa thôi. Đó thì con biết vậy nên con mới ấy. Nhưng mà mình cái gì cái anh em đừng có lo, làm cái điều gì á, con nói ở nhà sống ở đời đó mà giữ được năm giới Phật dạy hay là làm những cái điều thiện thì chả bao giờ khó khăn đối với mình. Như anh mà hồi nãy nói bây giờ sẵn đây con kể thầy một câu chuyện này luôn. Cách đây 4-5 ngày là cái đèo Bảo Lộc bị sạt lở. Mà cái sạt lở bị thiệt hại về người và về vật chất rất nhiều, bây giờ vẫn đang chưa giải quyết được luôn thầy. Biết sao, nó kinh khủng lắm thầy ơi. Cái đèo Bảo Lộc thầy có đi qua đó chưa? Chưa, vừa nay con không đi hay luôn. Là bây giờ thầy thử đi qua đó đi, tại bây giờ đang ở đó đang rất kinh khủng. Thầy qua đó thầy có thể gieo duyên ở đó luôn. Bảo Lộc Lâm Đồng á, bây giờ thầy đi về đây hướng Dầu Dây nè, đi thẳng về Dầu Dây, rẽ về quốc lộ 20 đi về Đà Lạt. Thầy thử đi đường đó, đi đường đó cũng về được Nha Trang đó. Thầy đi qua thử đèo Bảo Lộc coi. Bây giờ hiện tại giờ là ba cán bộ chưa tìm ra được xác. Họ chết ở đó. Yeah. Họ chết ở đó rồi hả? Không biết chết hay chưa. Bây giờ thầy đi về đó thầy hữu duyên được không? Đèo Bảo Lộc Miếu Ba Cô. Tại vì đi đường này về quốc lộ thì đi qua Bình Thuận để xuống Ninh Thuận, mà đi đường kia thì đi đèo Sông Phá. Dạ đúng rồi. Bây giờ thầy thử đi đường đó thử coi. Nói như vậy thầy dám đi không? Nói như thế thì con đi chứ. Bây giờ là cái câu chuyện là mấy ngày nay rất là xôn xao. Cái đèo Bảo Lộc là cái đèo đó rất là nguy hiểm. Xe đầu kéo chạy hay bị lật đèo. Và mới bị sạt lở. Bây giờ hiện tại chưa tìm được ba cán bộ. Sạt lở ngay cái chốt của đèo luôn. Bây giờ thầy có thể đi qua đó để cầu nguyện được không? Con đi ngang đó thì mong cho mọi người được hạnh phúc thôi. Con cũng nguyện cho mọi người được hạnh phúc. Bây giờ thầy quyết định đi về hướng nào? Thầy cứ nói con. Con thì đi Phan Rang. Phan Rang thì thầy đi thử quốc lộ 20 đi. Phan Rang thì đi quốc lộ 20 cũng tới được Phan Rang thì đi đường đó cũng được. Thầy thử qua đèo đó đi. Bây giờ con nó đang rất là phức tạp đó. Mô Phật. Thế là con hôm nay con muốn chia sẻ cho thầy cái điều đó thôi. Để thầy suy nghĩ thôi. Cái đấy thì con đi thôi. Con không chả sợ cái gì cả. Con thì không ngại gì cả. Nhưng mà con nói mọi người như anh hồi nãy nói đấy, như gọi là bán ế ẩm xui đó. Mình cứ làm cái điều thiện để làm giữ gìn giới luật cho mình. Năm giới đừng có ấy, con nói chả bao giờ bị ế nữa. Chả bao giờ bị... giữ đủ năm giới là không bị ế luôn hả thầy? Giữ gìn giới luật cho mình thì nhiều người họ gọi là cái phước của mình nó có. Thì mình đâu có lo lắng cái điều gì nữa. Nhưng mà có nhiều điều là như họ nói sao mình làm thiện nhỉ, làm cái điều thiện nhưng mà vẫn thấy nghèo nhỉ. Hay là mình làm từ thiện nhiều rồi mà vẫn thất bại. Làm nhưng mà do những cái nghiệp của họ làm trước nặng nề quá, chưa trả xong, chưa giải quyết được, giờ hắn vẫn còn có cái quả ở đó.
Thì nói chung là, nhưng mà đến khi một cái thời điểm mà hết cái đó thì cái thiện mà họ làm lúc đó thì chừng sau đến với họ thôi. Chứ giờ mà mình nói chẳng hạn như giờ con ấy, giờ một con chó nó, nếu mà nó sống như thế, nó ăn chết như thế, nó ăn thịt như thế thì nó chết rồi, nó vẫn là con chó miết, nhưng mà giờ con một con người ai đó giúp bày cho nó tu hành, nhưng mà cái đời này nó chết rồi, khi nó tái sanh thì nó lại sanh lại được cái chỗ tốt đẹp hơn, chứ giờ bảo nó con chó đây tu để thành người không được, nó không có biến từ chó là người được, Ok thầy. nhưng mà phải hết cái đời chó đó đã, hết Rồi cái. con chúc thầy là gọi là thầy chia sẻ rất hay. Hôm nay thì có duyên rất nhiều cô chú muốn gặp thầy, con quay thầy mà con không biết tìm thầy ở đâu. Con hôm nay thì có duyên là có ông anh ổng điện, sẵn con đi trên đường cũng về cũng gặp luôn. Thì con cũng chúc thầy là nhiều may mắn và sự như ý trên con đường tu tập tiếp theo. Nhưng mà có duyên thầy nên đi theo đèo Bổ Lộc thưa thầy. Dạ, thế thì tí tới thì chỗ đường 20 đây, con đi đèo đường 20. Dạ, có Có cơ gì hội thầy lên tới đó đi. đây. Đi đi đèo Bảo Lộc thì chắc nó xa hơn đường đấy. Xa hơn. Xa Nhưng hơn mà thầy nhiều. có quyết tâm đi không? Thầy Dạ, đi được nhé. thì bây giờ thầy Tại nó vì đang ở đó đang phức tạp đó, thầy có thể đi ngang qua đó. cái đây thì cái hợp lý thôi. Tại vì con không có Nếu mà thầy đi á thì chắc con nghĩ là ngày mai, ngày mốt, chắc có thể ngày kia hoặc ngày kia là thầy tới đèo Bảo Lộc, con nghĩ dạ vậy. từ đây tới tới đó đi qua đỉnh Quán, đi lên Trị An, đi lên đỉnh Quán, đi Nếu lên mà tới ngày kia, ngày mốt ngày kia gì đó, nếu có thể là con sẽ, có khi con đi ngang lên nếu con công việc, có thể con qua đó con sẽ gặp thầy đó. con mong cho anh với mọi người được hạnh phúc. Rồi, ok. Còn nói chung là như anh tất cả ai cũng thế, như con cũng thế, con cũng mong cho mọi người hạnh phúc, rồi cũng luôn luôn nói là tự mình cố gắng học tập, tại vì con là bây giờ đang tập mà, đang tập học thì rất là khó. Nói như anh hồi nãy nói để mà bỏ dâm dục, bỏ những cái thứ đó không phải dễ, nhưng mà con nghe Phật dạy nói là không có cái gì là không bỏ được. Điều gì cũng vẫn bỏ được, nên là con tin là con.